Xin chào, lại là Trường đây. Khi mà sử dụng một chiếc MacBook, mọi người chắc chắn là phải có một các cái phụ kiện đi kèm đúng không? Một cái con máy mà rất là ít cổng kết nối như thế này. Thì mua thêm chúng ta sẽ phải có thêm mắt chuyển đổi này, mua thêm chuột này nếu mà dùng trackpad là không quen. Nhưng mà mua thêm chuột Magic Mouse của Apple. Cái thiết kế thứ nhất là nó rất là kỳ cục. Khi mà cái việc cắm sạc thôi đã phải lật ngược con chuột lại rồi. Mọi người chê rất nhiều về con Magic Mouse đó. Và cái thứ hai là thiết kế của nó tối giản đến cái mức mà những người lần đầu sử dụng Magic Mouse cũng không hề quen với cái việc thao tác trên con chuột đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con chuột rất giống Magic Mouse. Thiết kế thì không bị ngốc nghếch như là con Magic Mouse đó mà mức giá cũng ok hơn. Đó là Logitech M350. Vậy con chuột này có gì đáng để mình recommend cho mọi người? Bắt đầu vào video nhé. Mình đang tham khảo giá cho chiếc chuột không dây Logitech Verbal 350 trên web chính thức của Mark One. Hiện tại mức giá của con chuột này đang là 490.000 và các màu sắc đang có là màu hồng này, màu xám này, trắng, đen và xanh. Rất nhiều lựa chọn cho mọi người. Ok, đi sâu vào cái thiết kế nhé. Để dễ so sánh hơn thì mình sẽ lấy thêm một chiếc Magic Mouse vào đây. Đó, mọi người đã thấy được cái sự tương đồng của hai con chuột này khi mà thiết kế của nó làm tương đối phẳng ở hai bên con chuột. Một chiếc bên này nó sẽ kiểu cong cong này, còn con Logitech này nó sẽ kiểu hơi gồ xuống. Thì tức là khi mà cầm vào ấy, chúng ta sẽ có một cái điểm tì ở đằng sau này và cầm vào nó sẽ tốt hơn. Đó. Đó là cái điểm đầu tiên về thiết kế. Điểm thứ hai về thiết kế mà mình muốn nói đó là cái sự phân chia rõ ràng ở trên phím chuột trái này và chuột phải này. Cái việc phân chia như thế này trong lần đầu sử dụng nó sẽ dễ làm quen hơn. Hơn là cái việc mà bắt đầu chúng ta nhìn vào một con chuột không có gì như thế này, biết là nhìn nó sang chảnh rồi. Nhưng để làm quen, tất nhiên là mua một con chuột về là dễ để sử dụng cho công việc, thì làm quen nó dễ dàng hơn, để sử dụng nó tốt hơn, chúng ta vẫn ưu tiên đúng không? Cùng với đó sẽ có thêm cái con lăn ở đây. Con lăn này thì trên tất cả con chuột đều có. Và có được một con lăn như này chúng ta ngồi nghịch cũng thích hơn. Và việc ở đây không có gì đúng không? Tiếp theo đó, một cái điểm mình cực kỳ ưng. Mình là một người làm việc. Khi mà làm việc ở nhà ấy, cái phòng làm việc của mình nó khá là bé. Và khi phòng làm việc bé như thế mà con chuột lại còn kêu như thế này này. Đó, cái việc kêu như này sẽ gây cái sự khó chịu cho mình. Ngay cả việc làm việc mà có tiếng click to như thế mình cũng không thích rồi. Vậy thì ở trên con Logitech này thì sao? Mình nghe, mình sẽ bấm thử mọi người nhé. Magic Mouse này. Logitech này. Rất bé đúng không? Gần như là không nghe thấy gì. Nếu mà có thể nghe thêm ít nhạc nữa thì chẳng nghe thấy gì luôn. Đấy, một cái điểm cộng tiếp theo dành cho Logitech M350. Đi sâu hơn một chút. Cái điểm mà chúng ta ghét ở trên Magic Mouse là gì? Chắc chắn rồi. Sạc. Sạc thì là một điều tốt. Nếu mà chúng ta có thể cắm được sạc vào thì sử dụng liên tục mà không cần phải thay pin. Nhưng sạc cái kiểu như này thì chịu rồi. Sạc xong cắm cái sạc vào đây và vứt con chuột ra đấy, lại quay sang dùng trackpad ở trên MacBook. Thế thì mua chuột về làm gì? Đi ra nhá. Logitech sẽ sử dụng điện như thế nào? Đây, thiết kế như này không có sạc rồi, đương nhiên. Đó, đây sẽ là cái mà chúng ta có thể cung cấp điện cho con chuột này. Chúng ta sẽ sử dụng pin. Mình biết là có nhiều người không thích sử dụng pin bởi vì nếu mà hết pin thì phải chạy đi mua, nhưng mà đừng lo nhá. Cái viên pin ở trên con chuột này sử dụng cực kỳ trâu. Khi mà sử dụng đến 1 đến 2 tháng mới bắt đầu phải thay pin một lần thì mọi người có cần phải lo lắng không ạ? Không hề. Thậm chí là có thể lâu hơn nếu mọi người có cái thói quen là sau khi dùng tắt con chuột đi, chứ không phải là bật liên tục. Mình là bật liên tục và sử dụng được 1 đến 2 tháng. Cái điểm hơn nữa ở trên con chuột này đó là receiver. Tức là chúng ta sẽ có hai cách kết nối, một là Bluetooth giống như Magic Mouse, hai là sử dụng receiver cắm vào máy. Đấy, hai cách kết nối, chúng ta muốn kết nối kiểu nào cũng được. Kết nối bằng receiver này thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn cho MacBook khi mà chúng ta không sử dụng pin, không sử dụng đến Bluetooth thì chúng ta tắt Bluetooth đi. Mình biết là nó cũng chả tốn pin hơn là bao đâu, nhưng mà được tí nào hay tí đấy. Một điểm mình nói thêm một chút nữa này, về cái chất liệu thì hai con chuột này, một con Magic Mouse sẽ là nhựa bóng và Logitech sẽ là nhựa nhám. Nhìn ngay ở đây thôi, mình sẽ nghiêng đi nhiều góc độ cho mọi người nhìn nhé. Con Magic Mouse này đã có hiện tượng xước này và bám bẩn lên ở trên con chuột. Còn con Logitech này
nó có bám mật đấy. Có thể ở trên video mọi người nhìn không rõ, nhưng mà cái độ bám mật của nó không nhiều để cho mọi người nhìn thấy được như trên con Magic Mouse này. Nên là cái việc sử dụng con Logitech này nó sẽ lâu dài hơn như là Magic Mouse. Magic Mouse mọi người có thể là thấy nó xước, có thể thấy nó bẩn, nhưng mọi người không đổi. Bởi vì sao ạ? Đắt rõ ràng rồi, gần 2 triệu cho một con chuột. Mà bây giờ thấy bẩn lại vất mà thay đi thì tiếc lắm. 490.000, kể cả có bẩn mọi người có bỏ đi thay con khác vào cũng được, chẳng có vấn đề gì hết. Vậy nên sản phẩm Logitech Purple M350 sẽ là một sự lựa chọn tối ưu cho mọi người khi mà mua cho mình một chiếc MacBook hay là kể cả là máy Windows đi. Lưu ý cuối cùng của mình trên con chuột này cho mọi người đó là nó sẽ có một số các yêu cầu. Đó là ở bản Windows sẽ yêu cầu những cái hệ điều hành từ Win 8 trở lên, tức là Win 8, Win 10 và Win 11. Ở trên macOS sẽ từ bản 10.15 trở lên. Và con chuột này sẽ kết nối được cả với cả iPadOS nữa nhá. iPadOS thì yêu cầu sẽ là 14 trở lên. Ok, vừa rồi là trên tay chiếc Logitech M350. Nếu mà mọi người cảm thấy hứng thú với con chuột này thì chắc chắn rồi, đường link mọi người biết ở đâu rồi đấy. Và ngay ngày hôm nay khi mà mua máy sẽ có cả cái chương trình đón mừng năm mới nữa. Nên là mọi người hãy nhanh chân đến với Mark One và sắm cho mình một chiếc MacBook cùng với một em chuột như thế này nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.